Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. 10 điều thú vị về sao Hỏa, những điều có thể bạn chưa biết. Sao Hỏa có 4 mùa giống trái đất và từng sở hữu nhiều dạng địa hình như sông, hồ và đại dương, trong khi hai bán cầu của hành tinh đỏ có đặc điểm trái ngược nhau. Trọng lực nhỏ hơn trái đất, sao Hỏa có lực hấp dẫn thấp hơn hành tinh của chúng ta 62%. Nếu một người nặng 100kg bước lên cân trên sao Hỏa, cân nặng của người đó sẽ chỉ còn 38kg, tờ Universe Today đưa tin. Theo các nhà khoa học, về cơ bản, lực hấp dẫn được xác định bởi hai yếu tố quan trọng là khối lượng và năng lượng. Khối lượng và năng lượng của hành tinh càng lớn thì lực hấp dẫn của nó càng cao. Thiên thạch của sao Hỏa rơi xuống trái đất. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học khẳng định khoảng 100 thiên thạch từ sao Hỏa rơi xuống khắp nơi trên trái đất, song họ chưa tìm ra bằng chứng để chứng minh giả thuyết này. Chỉ mới đây, phát hiện đáng chú ý từ cỗ máy thám hiểm trên sao Hỏa của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã giúp các nhà khoa học chứng minh nhận định của họ. Bầu khí quyển của sao Hỏa chứa hai đồng vị argon là argon 6 và argon 38. Trong điều kiện đơn giản, tỷ lệ argon trên hành tinh đỏ gần như tương đương với tỷ lệ argon trong thiên thạch mà người ta phát hiện trên trái đất. Phát hiện đó cho thấy chúng thực sự tới từ sao Hỏa. Theo kết quả phân tích của các nhà khoa học, nhiều thiên thạch trên trái đất từng tồn tại trên hành tinh đỏ. 4 mùa trên sao Hỏa. Sao Hỏa cũng có 4 mùa giống như trái đất, song thời gian và các mùa kéo dài khác nhau. Ở bán cầu Bắc, mùa xuân kéo dài 7 tháng, mùa hè tồn tại trong 6 tháng, mùa thu dài hơn 5 tháng và mùa đông diễn ra trong 4 tháng. Giống như địa cầu, trục tự quay của sao Hỏa cũng nghiêng so với trục vuông góc của mặt quỹ đạo. Tuy nhiên, nó nghiêng 25 độ, tức là hơn nhiều so với 23 độ của địa cầu. Do đó, quỹ đạo của sao Hỏa có hình elip rất dẹt nên khoảng cách giữa nó với mặt trời thay đổi liên tục. Ngược lại, khoảng cách giữa trái đất và mặt trời hầu như không đổi quanh năm do quỹ đạo của trái đất có hình gần tròn. Siêu bão bụi khổng lồ. Sao Hỏa là hành tinh có thể tạo ra các cơn bão bụi lớn nhất với sức mạnh công phá nhất trong hệ mặt trời. Năm 1971, tàu vũ trụ Mariner 9 gửi hình ảnh hành tinh đỏ về trái đất, song chúng đều mờ do sự xuất hiện của trận bão bụi lớn. Phải một tháng sau, khi siêu bão bụi chấm dứt, Mariner 9 mới có thể gửi hình ảnh rõ nét của sao Hỏa tới trái đất. Các nhà khoa học chưa thể giải thích chính xác nguyên nhân khiến các cơn bão bụi trên sao Hỏa kéo dài và có sức công phá mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng ánh sáng mặt trời cung cấp nhiên liệu cần thiết để tạo ra những cơn bão bụi khổng lồ. Về mặt lý thuyết, các hạt bụi trong không khí ở trên sao Hỏa hấp thụ ánh sáng mặt trời. Lớp bụi kết hợp cùng gió sẽ đẩy nhiệt độ lên mức cao hơn. Đây có lẽ là nguồn cơn của các trận siêu bão khủng khiếp và kéo dài. Hai nửa bán cầu trái ngược. Hành tinh đỏ là sự kết hợp giữa hai nửa bán cầu. Bán cầu Bắc có bề mặt thấp và bằng phẳng, trong khi đó bán cầu Nam lại lồi lõm, gồ ghề, gồm nhiều núi lửa và miệng núi lửa. Lớp vỏ của bán cầu Nam dày hơn so với bán cầu Bắc. Những bằng chứng gần đây cho thấy sự khác biệt giữa hai bán cầu bắt nguồn từ vụ va chạm giữa sao Hỏa và một khối đá khổng lồ từ xa xưa. Núi lửa lớn nhất trong hệ mặt trời. Sao Hỏa sở hữu ngọn núi lửa Olympus Mons cao nhất trong hệ mặt trời với độ cao gấp 3 lần đỉnh Everest của trái đất. Ngoài Olympus Mons, trên sao Hỏa còn có hệ thống các núi lửa dày đặc. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết lý giải nguyên nhân khiến sao Hỏa có nhiều núi lửa là do mảng kiến tạo hoặc lớp vỏ của sao Hỏa hiếm khi di chuyển, có thể nuốt chửng vệ tinh trong tương lai. Sao Hỏa có hai vệ tinh là Phobos và Deimos. Phobos có kích thước lớn hơn nhiều so với Deimos và nằm cách sao Hỏa 9.378 km. Vệ tinh này quay quanh sao Hỏa 3 lần trên ngày và theo các nhà khoa học của NASA, nó ngày càng tiến gần lại hành tinh đỏ với tốc độ 1,8 m trong vòng 100 năm. Như vậy, chỉ 50 triệu năm tới, một vụ va chạm giữa hành tinh Phobos và sao Hỏa sẽ xảy ra. Từng có sông, hồ và đại dương. Các nhà khoa học phát hiện carbon và đất sét bằng chứng cho sự xuất hiện của nước trên miệng núi lửa McLaughlin của sao Hỏa. Ngoài ra, vệ tinh Mars Express của cơ quan vũ trụ châu Âu đã phát hiện ra các mỏ trầm tích trên bề mặt sao Hỏa. Đây là minh chứng cho sự xuất hiện của một đại dương trên hành tinh này cách đây hàng tỷ năm. Theo tiến sĩ Jeremy Mochinot thuộc Đại học California, Mỹ,
nước trên sao hỏa đã bốc hơi hoặc biến đổi thành dạng băng nằm ẩn sâu dưới bề mặt của hành tinh đỏ. Sự sống trái đất khởi nguồn từ sao hỏa. Các nhà khoa học ở Học viện Westheimer, Khoa học và Công nghệ Florida, Mỹ tin rằng cuộc sống trên trái đất khởi nguồn từ sao hỏa. Theo họ, hai yếu tố hình thành nên sự sống là nguyên tố bo và molybden. Sự oxy hóa đã theo các thiên thạch từ sao hỏa tới trái đất vào 3,6 tỷ năm trước và tạo nên sự sống trong hành tinh của chúng ta như ngày nay. Tồn tại sự sống trên sao hỏa. Vật thể đầu tiên hạ cánh thành công xuống bề mặt sao hỏa là tàu Viking 1 của NASA. Viking đã phát hiện các phân tử hữu cơ như methane chloride và dichloromethane. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã loại bỏ các hợp chất này vì họ coi đó là chất lỏng làm sạch màu từ vũ trụ, sử dụng nó vẫn còn ở trên trái đất. Các nhà khoa học cho rằng đại dương từng tồn tại trên sao hỏa. Điều này khiến nhiều người tự hỏi liệu cuộc sống có phát triển trên hành tinh này hay không. Nếu câu hỏi có lời giải đáp, bí ẩn về sự tồn tại của sự sống trong phần còn lại của vũ trụ sẽ sáng tỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!